Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là sản phẩm loa siêu trầm đến từ thương hiệu là Onkyo. Đó, các bác thấy luôn mặt form này. Đấy, đây là công tắc nguồn này, đèn báo này, model sản phẩm là SN105 này. Đây là phép quy, tức là kéo tần số này, và output volume, đây là âm lượng ra tiếng loa siêu trầm. Đây là Onkyo thương hiệu Power Super Long. Đây là lỗ thoát hư nhé, các bác nhìn này, rất là xịn đúng không ạ, rất là xịn, nhìn thấy luôn cả máy công suất này. Đấy, còn đây là cái chỗ này là nắp bát. Đây này, em quay cho các bác xem nhé, dòng siêu phẩm, dòng này tiếng rất là hay. Đây là spec never input, cửa vào, trên là cửa vào, dưới là hàng da. Đấy, và never input đường AV, cắm 1 giây hoặc 2 giây. Còn đây là auto side B, tức là âm lượng vào, có âm lượng thì là tự động bật. Đấy, nếu vào gạt về on thì tức là có âm lượng vào thì tự động cái loa này sẽ kêu, còn không là thôi. Còn nếu mà các bác gạt về on thì tức là cái loa này hoạt động liên tục luôn, không phải có nhạc kêu mà lúc nào cũng kêu, lúc nào cũng hoạt động, lúc nào trong tình trạng là sẵn sàng chiến đấu. Và đây là cái model đằng sau, thông số chi tiết này, điện vào là 220 đến 230. Đấy, tức là điện quốc tế rồi nha, coi như là Đông Nam Á chưa được rồi. 50-60 Hz và công suất tiêu thụ 42W. Sản xuất tại Malaysia. Sirino này có 2 chiếc nhé, không có nhầm. Rất là xịn luôn các bạn. Thì đây là cái phần mặt form này. Mặt sau là khoảng tầm 22, tức là 12 inch. À đâu, 12 thì 11 inch vậy. 20 này, khoảng tầm 40, con này là sâu là 15 inch, 38 cm. Cao này, cao là 20 này, 40, cao con này chắc là khoảng tầm là 14 inch, cao 14 inch, khoảng tầm 40 cm. Đó, đây các bác nhìn này, trông đẹp đúng không? Có 2 chiếc nha các bác nhé. Thì hôm nay là dây này không có sẵn đây này, không có test thử ngay được. Con này thật ra là bát không to, bát nó bé, mặt này nó 20, thì con này bát 20. Để các bác thấy luôn kia, bát nằm gầm này. Đấy, con này là bát 20, chưa nhìn được mà. Này, em không có đồ ngay đây để tháo ra cho các bác xem, còn có tháo luôn, không việc gì phải ngại cả. Đấy, thì các bác nào quan tâm thì hãy gọi trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Các bác lấy hàng thì cọc cho em trước 200.000 cứ vận chuyển, sau đó các bác nhận hàng, kiểm tra đúng mặt hàng, thanh toán, test thử ok. Con này tiếng rất là hay, nhưng sẽ test trong video clip lần sau. Đấy, còn bây giờ thì thôi, xin trân trọng kính chào các bác.